Xin lỗi đi, nó nghe nè, yên tâm đừng buồn.
để mình hả qua công ty khác mình họ có mấy người quen bển đó, coi bển có cần người gì làm á, tuyển người á, khi mình giới thiệu cho. Nó nghe đẹp, chịu khó thời gian đầu làm mấy công việc nhẹ nhàng chút, giống như lao công hay mai mốt thăng chức sao. Tôi chỉ thích làm cái công việc thư ký này và tại cái công ty này thôi à. Trời ơi, có công ty này mà năng lực không có được sao. Cái gì cười vậy bà? Vậy là coi như một đứa bị đuổi rồi, là mình biết chắc chắn rồi. Cái đứa còn lại chắc chắn là ông Minh nè, chứ không phải hết. Đó là ông Hùng, ông là bí quỷ, ở lần nào kêu đi làm gì không làm hết trơn à. Vậy là một là ông Minh, hai là ông Hùng, không có tụi mình ở trong. Vậy vậy gì để nghe nó nè. Thôi đi, nó đang buồn mà sao hai bà cười vui vẻ quá vậy? Ma ủ nó một tiếng đi. Hợp quá, hợp quá, bây giờ. Sợ hai bà luôn. Đẹp, Trâm ơi, Trâm, Trâm đừng có buồn nữa, Trâm. Trời ơi, được từ cho buồn làm cho hả, mình cũng buồn theo luôn á, Trâm. Đừng có buồn nữa, mình nói rồi. Để mình giới thiệu qua công ty khác làm cho ha. Cảm ơn mấy bà nha. Còn có khi nào mà thiếu tiền á, nói mình cho mượn. Mình mới đi mua đồ á, trời ơi, gần hết cả chục triệu đó. Tụi mình giàu lắm, yên tâm đi. Yên tâm đi. Mượn tiền cứ mượn tụi mình, không sao đâu. Dạ chào sếp. Văn phòng mà giống như cái chợ. Từ dưới cầu thang dưới lên đây là nghe đầy hết rồi. Gì đấy? Văn phòng hay là nhà kho? Dạ dạ, để em dẹp, đi dẹp. Rồi chỗ ngồi hay là cái chỗ để đồ? Dạ, để em dẹp. Dạ, để gọn, để đỡ nha, nhanh thế. Để đỡ. Rồi đi làm hay đi shopping? Dạ. Đi làm việc hay đi shopping? Làm gì ta xách rất mang vậy? Hả? Dạ, hôm nay tranh thủ. Dạ. Tôi nói với mọi người rồi, đi làm ăn mặc cho nó phù hợp, đừng có quá loè loẹt như vậy. Ánh sáng nhiều quá, màu sắc quá, nó đập vô mắt người ta. Dạ. Cái người đối diện của mình khó chịu lắm biết không? Dạ dạ không phải, anh nãy em có mặc đồ tế nhị lắm, đồ đi làm này. Tại sao đồ vậy? Dạ dạ, nãy em thử trong shop á, nó khen em đẹp quá, nên cái em mua sẵn em mặc về đây luôn á. Mất dạ. Vệ sinh. Sao vậy? Người ta treo vậy bao nhiêu năm rồi hả? Bụi bặm bám vô rồi có tính đem virus vô cái cả cái công ty này hay sao? Dạ không có, cái này đồ hiệu, họ không có bị gì hết trơn á. Đồ gì mà đâu có. Muốn người ta tôn trọng mình thì tốt nhất là mình phải tôn trọng người ta. Dạ. Ăn mặc đừng có quá như vậy, màu sắc quá không có tốt. Dạ. Bông quá lè lè, tôi không thích đâu. Sao vậy? Sao mặc đồ đẹp quá à? Chứ sao? Màu sắc quá à. Nhiều con quá à. Con gì? Ê, con vật. Gà nè. Cái này là tôi bị ép mặc thôi. À, ai ép vậy sếp? Bà xã. Tháng sinh nhật không mặc thì kỳ. Dạ đúng rồi, mình không mặc, người ta ép mình không mặc kỳ lắm. Này mấy nhỏ bán hàng nó ép em mặc. Em nói gương sếp cho nên dạ. Mặc đồ vậy chứ em biết. Thôi đủ rồi, mấy người ngồi hết đi. Dạ. Tôi nói cho mọi người biết một cái tin rất là quan trọng. Sếp. Đầu giờ chiều nay tôi đề nghị mọi người có mặt đầy đủ để nhận một thông báo rất là quan trọng. Sếp ơi, có phải cái chuyện mà em thông báo cho nghỉ việc không sếp? Dạ, em nghe nói là sẽ giảm biên chế, tức là sa thải một số người đúng không sếp? Tại sao chúng tôi đang họp mà mấy người nghe lén? Tại sao biết vậy? Không, không, em nghe đồn, người ta đồn thôi. Em dạ, không thông nghe tin, lén. Em nghe thông tin thôi, em đâu nghe dạ. Lén đâu. Dạ. Nghe đồn đó đúng không? Dạ. Cái tin đồn đó là sự thật. Thôi, không có gì, trời ơi, có gì đâu mà phải bất ngờ, có gì đâu mà phải hốt hoảng. Thôi bây giờ sự thật thì nó vẫn là sự thật thôi, giờ dậy đi sếp. Giờ trước sau gì cũng buồn thôi, giờ sếp nói luôn lần, mình buồn luôn lần, mình chia buồn luôn ha. Thôi dạ, sẵn giờ bữa nay chia, dạ, chia buồn mọi người. Giờ ai bị sa thải thì giờ sếp cứ nói thẳng ra đi. Tụi em là tụi em biết một người là bị sa thải rồi đó. Giờ còn người nữa thôi thì... Dạ, thứ hai là ai vậy sếp? Đó, sếp cứ nói thẳng ra đi, tụi em không có buồn đâu. Dễ mấy bà đừng nhìn tôi nha. Cô hay quá à. Tôi chưa nói gì hết trơn, mấy cô nhảy vô họng tôi nói hết rồi. Nhân viên mà sao mà chẳng có một chút xíu nào văn hóa. Tôi muốn nói cái người Trâm. Gì vậy? Nó buồn quá sếp ơi, Trâm ơi.
Em biết mà. Em biết người đầu tiên sếp nói là em mà. Trâm ơi bình tĩnh đi, người thứ hai là tôi nè, tôi cũng đang lo sợ đây nè. Sếp ơi. Nghiệp. Sếp ơi, mấy con thứ hai sếp thông báo luôn đi sếp. Em làm gì vậy Trâm? Làm gì mà tự nhiên mà khóc lóc gì đưa đám vậy? Hả? Tôi đang nói Trâm là em đang là thư ký đúng không? Dạ. Em chuẩn bị hồ sơ để chúng tôi họp một cái việc rất là quan trọng chiều nay. Em chuẩn bị hồ sơ chưa? Chuẩn bị chưa? Lẹ lên em. Dạ, em chuẩn bị xong rồi sếp ơi. Dạ em... xong rồi. Sếp ơi, đây là hồ sơ cuối cùng em làm cho sếp á sếp. Sếp, sếp ở lại làm việc mà giỏi nha sếp. Sếp đừng có quên em nha. Mấy bà ơi, mấy bà ở lại làm việc á. Tôi đi tôi không có đem theo cái gì hết á. Đồ của tôi ở trên bàn mấy bà có sử dụng được cứ sử dụng nha. Cảm ơn. Nhưng mà sao? Nhớ mèo cho tôi nha. Không, tôi nhớ mấy người lắm. Tôi sợ tôi cũng bị với bà đây nè. Thôi nín đi. Tôi đâu nói là cô bị đuổi đâu. Đúng không? Sao em không bị đuổi? Tôi mới nói Trâm cái tự nhiên quyết định là cô bị đuổi là sao? Hả? Thì sếp mới nói là Trâm là tên em chứ gì. Thì Trâm là Trâm thư ký. Làm cái hồ sơ cho tôi thôi. Còn trong danh sách bị đuổi không hề có chữ Trâm. Không hề có tên Trâm. Sếp chẳng mời chỉ an ủi em thôi. Sếp thấy em đau lòng. Em chịu không nổi cho nên sếp an ủi cho em biết thân phận của em mà. Phải không sếp? Phải không sếp? Phải không sếp? Rồi sếp nói mình sao mà không có được. Cần coi không? Cần coi danh sách không? Danh sách tôi đang giữ nè. Ai bị đuổi gì là tôi biết nè. Không hề có chữ Trâm được chưa? Không có kìa. Tôi nói uy tín của tôi có tin chưa? Thì tôi không hiểu nổi là tại sao công ty lại là nhận những cái cô gái này vô đây làm. Thấy chưa. Mình muốn cái gì mình cũng phải suy nghĩ chút xíu. Dạ. Ví dụ mình vui ở mức độ nào thôi. Dạ. Mà mình buồn cũng ở mức độ nào thôi. Dạ. Buồn thì như khóc cha khóc mẹ. Còn vui à nhảy cẩn lên như là đang cổ vũ bóng đá không bằng. Nói bà đó. Thư ký là mình phải có cái gì nhu mì của người thư ký. Dạ. Tôi không hiểu sao trong danh sách không có tên cô á. Tôi nói cho mọi người biết đi. Dạ. Thật ra trong danh sách này có hai người mà tôi được biết là trong cái thời buổi kinh tế khó khăn gì. Dạ. Hai người này mua sắm rất là nhiều. Sạch sang lắm. Dạ sếp. Nhân viên trong cái căn phòng này. Dạ tụi em giỏi mà. Biết rồi. Được tiền nhiều nên mình mua đồ. Không. Vậy là chắc chắn là ông Hùng với ông Minh bị đuổi rồi chứ không ai khác hết trơn. Đúng rồi. Hai ông đó là xài hàng hiệu tối ngày. Ha, còn hơn mình nữa. Chắc ông dắt tôi đi đâu. Trời, ông dắt tôi đi. Hai người đó thì mua sắm nhiều hơn nhiều người ở đây. Dạ. Nhưng mà trong danh sách bị sa thải lần này không có nam đâu. Chỉ có hai cô nữ thôi. Hai nữ? Ủa hai đứa nào vậy sếp? Ai hả sếp? Sếp đọc đi sếp. Tôi rất là buồn khi phải chia tay với hai người đồng nghiệp này. Bởi vì họ cũng gắn bó với tôi bao nhiêu lâu nay rồi. Dạ. Bây giờ đùng một cái bị sa thải, tôi cũng rất là đau lòng. Nhưng mà thời buổi kinh tế khó khăn, thời kỳ khủng hoảng nên đành phải chấp nhận thôi. Dạ đúng sếp rồi. Sếp ơi, xin nói đại là ai đi sếp? Đúng rồi á sếp. Các cô thật sự muốn biết à? Dạ. Nôn nóng lắm không? Dạ, nôn nóng lắm. Nếu vậy thì tôi đề nghị các cô hãy bình tĩnh nha. Dạ, chở có gì đâu mà phải bình tĩnh hay không? Rất là bình tĩnh. Bởi vì trong danh sách đó, một cô có tên là chữ Y. Trời ơi. Chữ Y. Em hả? Sếp ơi. Y dài hay Y ngắn vậy sếp? Dạ Y ngắn sếp nói cho. Cô là Y dài Y ngắn? Dạ em Yến là Y. Y dài. Y dài dạ dạ. Nó biết nói Y gì luôn á. Yến là Y dài sếp ơi. Rất tiếc là có Y ngắn. Yên tâm đi, Y ngắn không có bị. Rồi lại yên tâm đi. Rồi vậy là khác rồi ghét. A có một chữ A. A, một chữ A. M có một chữ M. M, có M, một chữ M, A với Y. A là Mai. Đúng rồi. Rồi còn một cô nữa. Có một chữ A. A. Có một chữ R. Một chữ R. Và có một chữ T. Dạ. Một dấu quyền. T, R, A, quyền. Cha. Cha. Tôi xin chính thức công bố với mọi người. Dạ. Danh sách bị sa thải lần này có hai cô. Dạ. Tên là Trà và Mai. Trà với Mai. Mai là em. Trà là em. Vậy là em bị đuổi.
Rất tiếc tôi phải chia tay với các cô. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng đành bỏ tay. À, trời ơi, không phải vậy chứ sếp. Hết rồi, sếp à. Nó à, à. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Bà mở vù vù ở dưới á. Quên quá là để mình xuống mình tắt. Thôi thôi ngồi xuống đi, tôi tắt rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi, tôi thấy bà khó khăn cho nên là tôi cho bà về đây ở chơi chung với tôi. Nhưng mà nhà này á cũng chỉ là nhà trọ tôi mướn của người ta thôi. Thì bà ở chung với tôi á, bà phải phụ tôi, phải tiết kiệm giùm tôi chứ. Biết rồi mà, tại vì đó giờ chưa có quen sống vậy. Để từ từ người ta tập đi. Thôi được rồi. Đâu ạ? Quên. Nói nghe nè. Tháng vừa rồi bà chưa đưa tiền nhà cho tôi á. Có. Mới đưa tuần trước đó. Mới đưa có nửa tháng à. Bà hẹn với tôi hôm nay bà đưa tiền nhà tháng này cho tôi nữa nè. Ủa vậy hả? Ừ. Rồi đây nè. Đó, gia tài của tôi nè, đóng hết nguyên tháng cho bà luôn á. Trời ơi, làm gì thế ghê vậy? Đưa tiền mà có kìa cái mặt đau khổ dễ sợ. Trời ơi. Cái gì vậy? Sao có nhiêu đây vậy? Sao? Không đủ nửa tháng nữa. Ôi, tôi còn có nhiêu đó hờ ráng đi. Từ tôi kiếm việc làm rồi tôi trả sao? Cái gì? Cả tháng nay rồi cũng chưa kiếm được việc làm nữa hả? Chưa. Trời ơi, đi xin việc làm hả? Hết công ty này đến công ty khác. Ai cũng nói ừ, để từ từ người ta trả lời. Đợi tới giờ luôn, không ai trả lời trả vốn gì hết trơn á. Mà bữa kia kìa, tôi có công ty nhận tôi. Mà bà nghĩ sao vậy? Ở công ty mình một tháng á, tôi làm cái $1,000 nè. Tự nhiên qua bên bển hả, nó nhận tôi vô mà nó trả lương tháng một tháng có 3 triệu à. Cái gì? Vậy? 3 triệu? Ừ, vậy sao tôi làm được? Cái đầu bà nghĩ cái gì vậy? Ủa, hả? Sao vậy? Sao bà còn ở trên mây cao quá vậy? Sao vậy? Trời ơi, thời buổi kinh tế nó bị suy thoái đó. Bây giờ mà làm một tháng được 3 triệu là mừng lắm rồi. Bà sao? Thôi, 3 triệu thả tôi nhẹ xuống hơn. Nữa? Cứ trời vậy là hỏi làm sao? Không đủ mua cái áo nữa, sao mà làm? Bà chính vì bà không biết tiết kiệm nè, cho nên bây giờ bà mới bị như vậy nè. Nói hoài không có nghe gì hết trơn à. Đừng nói nữa, mình cũng buồn lắm rồi. Cho bà biết nè, công ty mình á mới sa thải thêm một số nhân viên nữa đó. Trời ơi vậy hả? Ghê quá vậy. Bởi vậy sếp Hùng của mình á cũng bay rồi đó. Trời ơi, sếp Hùng bị bay luôn, bị sa thải luôn hả? Chứ sao nữa. Ê, tôi nhớ rồi. Vậy là hôm bữa tôi đi xin việc làm á, tôi gặp ổng. Tôi hỏi ổng đi đâu. Ổng nói là ổng đi gì bàn việc với đối tác. Trời ơi, vậy là bữa đó á, ổng cũng đi xin việc giống như tôi vậy nè. Ổng nhìn thấy tôi ổng quê, ổng nói giả bộ đi gặp đối tác á. Trời ơi, thôi kệ ổng đi, đáng đời. Ai biểu ổng khó khăn ổng chết luôn à. Bà thấy không, làm ở trong công ty hả, tối ngày ổng xỉ bán, xỉ vả tôi không à. Bà đó. Khó quá trời quá đất rồi. Đừng có nói ảnh vậy, tội nghiệp ảnh. Tôi thấy ảnh cũng có trách nhiệm lắm chứ bộ, ảnh làm rất là nhiệt tình. Cứ vậy không à. Nhiệt tình, diễn biết. Nè, giờ đi kiếm việc làm đi, 3 triệu là được lắm rồi. Không chịu gì hết, từ từ mình làm quá hả? Mình quen rồi bắt đầu người ta mới nâng lương lên cho mình. Nghe chưa? Biết rồi mà. Thôi, ngồi đi.
tôi đi làm á, trễ giờ. Đi làm đi. Nó nghe nè. Cậu lấy tiền đi, quên. Cầm lấy, cứ giữ đó mà xài. Chừng nào có việc làm ổn định rồi á thì trả cho tôi cũng được, nghe không? Trời ơi Trâm, Trâm tốt với mình quá à. Tháng sau mình kiếm được việc làm á, mình sẽ trả double cho Trâm ha. Ủa, biết rồi, đi đó. Trâm tốt quá à. Quên. Sao? Vậy. Cho tôi mượn xe, xe tôi bị hư rồi, chưa có kịp sửa. Được, để lên mình lấy cho. Nhớ để trên này mà đâu. Rồi, hồi sáng ta lấy của mình rồi. Cái gì? Sáng ta lấy mất xe rồi. Trời đất ơi, mất xe mà từ nãy giờ bà thái độ bà sao bình thản quá vậy? Mất xe rồi báo công an chưa? Rồi công an có nhờ người ta đi tìm xe cho mình không? Đâu có đâu. Quyến, ngồi xuống đây coi bà bị sao vậy? Đầu óc bị cái gì vậy? Không phải, công ty bán xe á. Là sao? Công ty bán xe sẽ góp á, mấy tháng này mình không trả góp người ta lấy lại xe rồi. Trời ơi. Với cái đồng lương của bà hồi trước á, bà cũng sắm được cũng được chiếc xe, giờ phải đi trả góp. Thôi không nói nhiều nữa. Trời. Thôi, cái đó tính sao đi, bây giờ tôi phải đi làm, tôi đi xe bếp cũng được. Nó nghe nè, ráng giùm mình nha. Tháng sau mình kiếm được việc làm á, mình trả gấp đôi cho. Trời ơi là trời, sao tôi nhục quá vậy nè trời. Ai gọi vậy? Alo. Dạ chị Sáu hả? Dạ em biết rồi. Trời ơi chị biết không, em đang định mang tiền qua trả chị nè. Dạ, vừa mới ra cửa nè. Nhưng mà biết sao không, nhỏ bạn em á, nó mượn xe nó đi làm, xe nó hư rồi. Dạ nên em phải cho nó mượn xe. Ừ không ấy thôi, để ngày mai đi, ngày mai em mang tiền qua trả chị liền. Dạ. Ừ thôi chứ cha rồi quên. Ngày mai á nó đi về quê, vô nhậu với quê, nó có việc gấp lắm, nó mượn xe em đi luôn rồi. Thôi không, chắc chắn là cuối tháng em mang tiền qua cho trả cho chị nghe. Ừ dạ chắc chắn mà, em nói là em uy tín, em có tiền cái tay, em có tiền, em có 20 triệu em mang trả chị mà. Dạ thôi nha chị. Trời. Alo, chị tôi nào? Ủa dạ chị tôi. Dạ không phải, em không phải là Mai, chị lộn số rồi. Dạ em tên là Mai, là em của chị, em chị Mai. Có gì chị gặp chị Mai sau nha. Chị Mai bữa nay đi công chuyện đi làm rồi. Dạ. Trời ơi, gì ghê vậy? Hai cuộc đâu liên tục mà đòi nợ không à? Mai ơi. Mai ơi. Từ từ. Trời. Ngồi chết. Ở đây hả? Ở đây nè. Trời ơi, sao nóng quá vậy, không mở máy lạnh đi. Trời ơi, nhà này nhà mướn bà ơi. Mà con Trâm nó keo lắm, nó đâu có mở máy lạnh đâu trời. Trời ơi, sao bà thê thảm quá vậy, bà ở chỗ này mà bà cũng ở được á hả? Mà rồi? Sao điện thoại tôi gọi cho bà hoài, bà không chịu nhấc máy vậy? Làm tôi phải cất công lặn lội tới tận đây nè. Sao dám nhấc? Bữa giờ điện thoại hả, chủ nợ gọi đòi nợ không à. Nhấc nãy đó, nãy xu nè, nhất hai cuộc đòi nợ quá trời luôn đó. Nợ nần ngập đầu vậy hả? Thê thảm lắm mà. Thê thảm gì sao, thấy tay với cổ vẫn đeo vòng vàng đầy đó thôi. Vàng giả bà ơi. Phải không? Vàng giả nó bán được, tôi bán rồi, tôi trả nợ hết rồi. Bởi vì xài không được, giờ mang ra đeo nè. Trời ơi, vậy là cái số của bà giờ nó xui xẻo, nó thê thảm dữ vậy hả? Nợ nhiều lắm, nợ cũ, nợ mới, nó đòi quá trời luôn á. Vậy bà phải có cách nào mà thoát ra khỏi cái tình trạng này đi chứ. Sao cứ để vậy được? Nè, nào trơn á. Thấy tôi không? Nhìn tôi đi. Thấy tôi làm sao? Sao tôi quá vậy? Tôi cũng bị đuổi việc giống như bà đúng không? Đúng rồi, sao bà tươi quá vậy? Tôi kể bà nghe, hồi đầu tôi cũng y như bà vậy đó. Trời ơi, bạn bè người thân vậy hả? Thấy tôi hả? Trốn tôi còn hơn là trốn bịch gì hạt nữa. Nhưng mà tôi đâu có can phận được. Đúng tôi rồi, không đúng có rồi. Chịu để cho mình sống một cái cuộc sống như vậy được. Mình phải thay đổi. Đúng rồi, chỗ ta đuổi tôi này dữ lắm. Ta hát hội. Có mình bà Trâm là bà chịu hả? Cho tôi nuôi nhờ nè. Tôi nói bà nghe, tôi nghĩ ra được một cách hả? Kiếm tiền còn nhiều gấp trăm lần trước kia mình làm trong công ty nữa kìa. Đi ăn cướp hả? Trời ơi, bà kỳ quá. Bà nghĩ sao tôi vậy, mảnh khảnh vậy đi ăn cướp? Chứ không sao. Cái nghề này thì nó cũng đơn giản thôi. Tôi cũng đang muốn rủ bà làm phụ với tôi. Cho tôi làm với, tôi làm được mà. Nhưng mà bà phải có gan đó nha. Tôi có gan á. Ui, ai nói mấy cái gan này. Người ta nói gan ở đây tức là gan dạ đó.
đó. À, gan dạ rồi. Đúng rồi. Bà có liều không? Có luôn. Thích liều là liều à. Hay quá, vậy là bà hội đủ điều kiện để làm cái công việc mà tôi sắp nói với bà rồi. Ủa, làm gì ạ? Bộ tính kêu tôi đi làm cắt cơ đơ hay là nhảy lầu thế thân cho người ta hả, mà cần cái gan với liều? Thôi nha, tôi có giỡn nha, tôi đang nói chuyện nghiêm túc á, vậy chưa? Chứ không sao? Có làm mấy cái công việc đó. Cái công việc của tôi á, nó không có đến nỗi gì đâu. Nó chỉ cần là mềm mại một chút, mình uyển chuyển với mình mánh khóe chút xíu thôi là được à. Thôi nha, tôi nói cho bà biết nha, tôi là người có ăn học đàng hoàng nha, tôi có phẩm chất của tôi đàng hoàng nha. Tự nhiên bây giờ bà bắt tôi đi tiếp khách là sao? Ê, hey, nè, ra đây. Bà nhìn lại bà đi, bà nghĩ sao bà đủ điều kiện mà tôi kêu bà đi làm nghề đó. Khùng dễ sợ luôn á, không có giỡn. Tôi nói là tôi nói chuyện nghiêm túc. Rồi đến đây tôi kể cho nghe. Mình làm trong công ty cũ của tụi mình lâu rồi đúng không? Ừ. Những khách hàng quen với tụi mình á, ai ai cũng đều quý mến và tin tưởng tụi mình đúng không? Vậy mà bị sa thải. Đó, thì bây giờ đó mình sẽ lợi dụng cái uy tín của mình để mà mình dụ dỗ những vị khách đó mua lại những lô đất trong dự án sắp tới của công ty. Trời ơi, ghê vậy. Nhưng mà hợp đồng đâu ra mà làm? Quên rồi bà, quên rồi. Hợp đồng tụi mình vẫn đang giữ mà. Công ty cho tụi mình nghỉ việc đó, tôi ghét quá, tôi đâu có trả lại hợp đồng đâu. Mình vẫn đang giữ. Ủa vậy hả? Trời ơi, được. Mình làm hợp đồng với họ. Khoan, không được, được. Chữ ký đâu ra? Mình làm giả mấy hồi, làm giả chữ ký của giám đốc, lấy tiền cọc, vậy là xong. Thì yên tâm đi, tôi làm thử một lần rồi, 500 triệu, ngon lành luôn. Trời ơi, thử rồi hả? Hèn chi mặc đồ đẹp dễ sợ luôn á. À, ơi, cái này nhắm đi lừa người ta ngồi. Mời chị Mai ra nhận thư. Cái gì mà lừa? Mời chị Mai ra nhận thư. Nè, bây giờ tôi hỏi bà quyết liền đi. Bây giờ chịu làm không hay là chịu mang nợ, mang nhục? Chịu làm không? Làm. Đúng rồi, liều, ăn nhiều. Sợ là mang nợ. Đó, đó, ra liền. Chỗ tự nhiên cái kêu tôi nhận thư là sao ta? Lẹ lên rồi cho bạn tiếp. Chị Tươi, tao điện thoại cho mày. Dạ. Mày tên là Mai. Dạ. Mày nói mày tên là Mai, tao quýnh mày như cái máy nè. Mày im, mày ngồi xuống đất để coi tao xử con nhỏ này. Lúc mày mượn tiền á, mày có nói cái giọng điệu của mày như vậy không mày? Hả? Hả? Mày cà chớn, tao cho mày ngủ với cá luôn nha mày. Đại ca, đại ca đi đâu vậy đại ca? Trời, lâu quá mới gặp đại ca. Đại ca vô đây xử nhỏ này hả? Đại ca, để em xử được rồi, đâu có bận biểu với tới đại ca chi với ta. Được rồi, tao đến đây có việc, đợi tao chút. Dạ, dạ, em thiếu chị Tư có 2 triệu rồi, mình làm gì hay anh ra xử em dữ vậy? Em, mày im à. Để tao. Chào em. Dạ, chào anh. Dạ. Em là Mai phải không? Dạ không, không, em phải Mai. Mai là chị này, không phải em. Mai đây. Dạ. Chị em tên là... Em là Trà. Trà, Trà, dạ. Bạn của Mai. Dạ, là bạn thôi, chứ không có họ hàng thân thiết gì hết trơn á. Đẹp quá ha. Dạ. Hình cũng đẹp nữa. Hình của em phải không? Ủa? À. Ý, đúng hình của em rồi. Trời ơi, em, hình của tao nè. Hình tao chụp Photoshop đó, dạ, đẹp ghê không? Đẹp không? Ủa mà anh, sao anh có hình của em hay quá vậy? Nhìn mới là hay chứ. Nhìn y như là gái 18 không em ha? Anh khen quá rồi. Nhưng mà em ơi, thật sự em gan quá vậy em hả? Em dám gặp tiền ông chủ của anh phải không? Ông chủ anh là ai chứ tôi đâu có biết đâu. Vậy hả? Em không biết ông chủ của anh á, nhưng mà ông chủ của anh biết em. Em không gạt tiền ai, dám gạt tiền ông chủ của anh. Em nói ông chủ của anh á là ứng ra trước 500 triệu đi mua bán đất ha, rồi ổng ứng trước cho em 500 triệu, em khóa máy em bỏ trốn. À, giỡn mặt thôi em, giỡn mặt không ơi, giỡn mặt thôi. Vậy ông chủ anh là anh người mua bán đất của mày đó. Em nhớ rồi, em nhớ rồi, em biết rồi. Anh về nói với ông chủ của anh á là dạo này trời nóng quá, em giỡn chút cho vui thôi. Giỡn chút cho vui quá. Cho đỡ căng thẳng. Nhưng mà ông chủ anh cũng dặn nè. Dạ. Nếu mà em có giỡn với ổng thì trời ơi, ổng cũng giỡn với em chút xíu cho vui thôi mà. Nè. Vui chưa? Vui chưa? Anh ơi. Im nè,
Nghe tao nói, trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau không đem 500 triệu trả cho ông chủ tao, mày biết mặt bàn cờ tướng này chứ gì? Nói sao thì cái mặt này vậy á, hiểu chưa mày? Còn khét mày cũng vậy. Cuối tuần này á, mày không gửi tiền cho chị tươi tao là mày á cũng như cái bàn cờ tướng này. Dạ dạ em biết rồi anh. Trời ơi, sao số tôi khổ dữ vậy trời.